Lại với kênh của Phạm Huấn nhé. Đấy, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái dòng phụ gia dùng cho đúc viên kia bê tông. Đây các bạn quan sát, đây là cái này là mình đã cho phụ gia vào rồi đây. Cái bê tông này là đã cho phụ gia vào rồi, các bạn quan sát không? Nó có cái độ bóng này, độ sánh này. Đấy. Và chúng ta chỉ cần sử dụng 50% nước so với bình thường thôi. Thứ hai là nó tạo đông cứng nhanh. Đấy, nhanh rắn để cho chúng ta có thể nhanh ra phân được. Đấy, cái ưu điểm của nó là như vậy, nó có thể nhanh ra phân được và viên kê thì ra thì nó rất là rắn chắc, đó là cái ưu điểm của cái thằng phụ gia này. Đấy, thì chúng ta cho vào cái viên kê bê tông thì viên của chúng ta rắn và nó ra nó sẽ rất là bóng đẹp. Đấy, nên anh em các bạn có nhu cầu về cái dòng phụ gia này thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn cho các bạn. Ra rất là xoánh và bóng mịn. Đây, số điện thoại của mình đây, các bạn có nhu cầu có thể liên hệ.